chúc gia đình một chút cảm ơn. Khóc gọi
Kính thưa ông Hoàng, kính thưa ông Hoàng Văn Viết, kính thưa gia đình Tăng Chủ, kính thưa toàn thể nhân dân, chúng tôi, hội người cao tuổi xóm Tăng Thành, nhận được tin ông Hoàng Văn Viết bị cơn gió độc đã đem ông đi qua đời. Vậy chúng tôi không biết nói gì hơn. Ông Viết ơi, ông sống mới được 60 tuổi xuân mà ông đã vội vàng ra đi. Chúng tôi vô cùng thương tiếc ông. Hội người cao tuổi trong xóm mất đi một hội viên mẫu mực hiền lành, chịu khó đối với nàng xóm tân yêu. Chúng tôi không biết nói gì. Thôi, xin phép ông, xin phép gia đình cho chúng tôi một phút để mặc niệm. Giờ mặc niệm bắt đầu. Vĩnh biệt ông, chúc ông dưới vàng an giấc ngàn thu. Kính thưa gia đình Tăng Chủ, kính thưa các quý khách xa gần, hôm nay chúng tôi hội người cao tuổi trong xóm nhận được tin ông Viết đã đủ số quy tiên. Thì trong xóm chúng tôi gọi là có một quả lễ để đến chia buồn cho toàn thể gia đình, kính viếng ông về nơi suối vàng an nghỉ. Thì xin phép gia đình và quý khách xa gần dành một ít phút để cho chúng tôi có đôi lời tiễn biệt ông ấy về nơi an nghỉ. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng tôi cùng ngõ chung đường, chung cảnh những riêng cảnh nhà nhà. Nhớ khi sớm tôi vào ra miếng chầu cậu chuyện nơi nhà nhà có nhau. Nhớ khi năm muối địa dầu chén là trà câu chuyện cùng nhau vui à vậy. Nhớ khi nóng nảy qua nơi anh em, nhớ để tới người nấn bang. Nhớ khi việc xóm việc nàng đi đâu đã có nên vang giật mà dịu. Nhớ khi kẻ ghét người yêu cần là người gần nhất nơi đều thanh minh. Cụ đi ông đi thui thổi một là mình để cho con cháu gia đình nhớ thương. Kể từ đây lẫn vang tôi có tận hương tiễn là từ
hồn ông viết ơi, con thiêng tình dậy nghe lời viếng thăm. Hôm mà nay các cụ trong xóm tới thăm thì ông đã về âm mất nà rồi. Man à man kiếp mà kiếp mà đời à đời, bao à giờ ông lại được nam mà người trần gian. Anh à em con cháu chót là về một nỗi xa thương, nỗi đạo nương à thường ông phải ra đi. Ông đi xa xóm xa làng xa chung xa bạn xa cánh nhà. Bây giờ chúng tôi chẳng biết nói gì, chỉ mong hồn được ra đi thanh nhàn, tiện đưa hồn có niên nhang, đưa hồn về niệm